Em xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh của Đặng Tùng Channel. Thì hôm nay em lại quay chia sẻ cho các bác một cái vườn quất nùm tháp dáng thông. Vườn này có địa chỉ là ở thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thì vườn này cũng ngay giáp với lại đường 39 đi Hà Nội Hưng Yên. Cây thì rất đẹp. Các bác có nhu cầu về mua thì em sẽ để số điện thoại của các chủ vườn ở trên video để cho các bác trực tiếp liên hệ để được các chủ vườn tư vấn giá cả nhé. Và đây là số điện thoại của các chủ vườn, thì các bác có nhu cầu về mua thì liên hệ trực tiếp với bác ấy thì bác ấy sẽ tư vấn giá cả trực tiếp. Em quay chi tiết cho các bác xem, cây đều lắm. Vườn này thì ngay cạnh đường to, các bác có nhu cầu về mua thì vận chuyển lên xe rất thuận lợi. Do thời lượng video của em ngắn, em cũng xin dừng ở đây. Chúc các bác xem video vui vẻ.